Xin kính chào quý vị. Chúng ta đang ở ngày đầu tiên của năm canh tí. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị khán giả khởi đầu một năm mới mọi sự thành công, gia đình an khang thịnh vượng. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự 18 giờ 30 của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Trước khi đến với phóng sự, năm 2019, kinh tế Long An tiếp tục đã phát triển. Mời quý vị cùng điểm qua các tin chính sau đây. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh đã đến chúc tết lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An. Phần tin trong nước: hàng loạt doanh nghiệp FDI tại Việt Nam bị truy thu thuế. Tin thế giới: thị trường vàng lạc quan đón năm 2020. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 25 tháng 1 năm 2020, đại diện các sở ban ngành đoàn thể tỉnh đã đến chúc Tết lãnh đạo tỉnh quỹ, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An. Ông Phạm Văn Rạnh, bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Trần Văn Cần, phó bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh đã thân mật đón tiếp. Ông Phạm Văn Rạnh, bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định, Năm 2019 đi qua, với nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đang xen, nên kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, chế độ chính sách đối với người, gia đình có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được chú trọng thực hiện. Quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước thời cơ và dần hội mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Giang Rạnh mong rằng các cấp các ngành, các cơ quan đơn trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, cách mạng của quê hương, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 tạo đà cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong những năm tới khẳng định vai trò ý nghĩa quan trọng của tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực dùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Đại diện các sở ngành đoàn thể tỉnh chúc lãnh đạo tỉnh quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục lãnh đạo tỉnh thành công trên mọi lĩnh vực để quê hương Long An ngày càng thêm đổi mới, giàu đẹp mỗi độ Tết đến xuân về. Giờ tối 24 tháng 1 nhằm ngày 30 tháng Chạp, tại công viên thành phố Tân An đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt đón giao thừa với chủ đề Mừng Đảng Quang Vinh Mừng Xuân Canh Tý 2020. Chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Đến dự và thưởng thức chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Tấn Quà cùng đông đảo người dân và du khách. Chương trình nghệ thuật với nhiều nội dung phong phú, bao gồm các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, sau đó là màn bắn pháo hoa đón năm mới, vào đúng thời khắc giao thừa. Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2020 mang đến không gian rộn ràng sắc xuân với nhiều dư dị, cảm xúc. Mỗi nốt nhạc, mỗi giai điệu như thôi thúc khán giả qua nhịp đắm say trong bữa tiệc tất niên cho đón xuân mới với niềm tin và hy vọng mới. Cũng trong đêm giao thừa, tại các quyện, thành phố, trong tỉnh đều diễn ra chương trình bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đáng. Đây là những hoạt động ý nghĩa mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Động viên khích lệ cán bộ, nhân dân, tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cùng giới sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn. Đến nay thì tỉnh Long An cũng khá thành công trong công tác tinh giản biên chế, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức. Tính đến thời điểm hiện tại, khối cơ quan Đảng mặt trận đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã giảm 129 biên chế, đạt 89% so với giới biên chế năm 2015. Riêng khối cơ quan chính quyền giảm 177 công chức, đạt 6,7% so với biên chế năm 2015. Theo đó, tỉnh cũng đã giao biên chế năm 2020, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% đúng theo nghị quyết số 39 của bộ chính trị khóa 11 kết quả tinh giản biên chế đã góp phần giúp các cơ quan đơn vị địa phương có điều kiện thuận lợi để cơ cấu lại tổ chức bộ máy đơn vị, đồng thời bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức phù hợp, phát huy tốt năng lực công tác sở trường và chuyên môn của cán bộ, qua đó góp phần làm cho bộ máy nhà nước bớt công kênh, tiết kiệm ngân sách, cải cách chính sách tiền lương. Thời gian qua, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đô thị loại 2, loại 4 trên địa bàn tỉnh được chú trọng thiết lập, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng yêu cầu cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện hoàn thiện, nâng cấp mở rộng đô thị. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 17 đô thị, một đô thị loại 2, 6 đô thị loại 4 và 10 đô thị loại 5. Trong đó, Tân An đã được công nhận đạt đô thị loại 2 sau 10 năm thành lập thành phố Bên cạnh đó, khu đô thị trung tâm chính trị hành chính tỉnh Long An đã từng bước được triển khai đầu tư xây dựng, hình thành bộ mặt mới có trật tự nề nếp. Đồng thời, thị xã Kiến Tường tiếp tục xây dựng hạ tầng và đang phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại 3. Các thị trấn Hậu Nghĩa, Bến Lức, Đức hòa Cần Chuột và Cần Đước cũng đang tích cực nâng cấp xây dựng để vừa hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 4, vừa có chương trình phát triển đạt các tiêu chí đô thị loại 3 ngoài ra các thị trấn cũng có chương trình nâng cấp đô thị song song đó đô thị mới bình phong thành đã xây dựng khá hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật để khẳng định là vị trí trung tâm quyền lị một quá đồng thời các đô thị mới cũng đang lập quy hoạch và chương trình phát triển để thúc đẩy các địa phương tập trung đầu tư xây dựng sớm đủ điều kiện hình thành và nâng cấp đô thị góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà theo định hướng về phát triển đô thị chung của tỉnh Long An, đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn quyện Cần Duộc sẽ phát triển và hình thành 3 đô thị. Cũng theo quy hoạch dùng, quyện Cần Duộc có tổng diện tích hơn 21.000 ha, quy mô dân số đến năm 2030 và khoảng hơn 300.000 người, cùng sự phát triển và hình thành 3 đô thị là thị trấn Cần Duộc, đô thị Long Đức Đông và đô thị Đông Hòa. Trong đó, đô thị Cần Chuột là đô thị trung tâm của quyền Cần Chuột, và là đô thị vệ tinh của đô thị trung tâm dùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Đô thị Long Đức Đông được xác định là đô thị hạt nhân phát triển khu dân cư công nghiệp phía Đông Bắc của huyện Cần Giuộc, vị trí nằm trên địa bàn xã Long Hậu. Khu đô thị đã được xác định trong đồ án quy hoạch dùng huyện Cần Giuộc, quy hoạch chung khu đô thị Long Hậu. Còn đô thị Đông Qua được xác định là đô thị trung tâm hành chính kinh tế khu vực phía Nam huyện Cần Giuộc, đóng góp chức năng hậu cần cho phát triển công nghiệp vị trí nằm trên địa bàn các xã Tân Tập, Đông Thạnh, Phúc Vĩnh Tây. Theo đó, địa phương đang tập trung đầu tư xây dựng để sớm đủ điều kiện hình thành và nâng cấp đô thị, đưa cần chuột nhanh chóng bứt phá và phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế. Thưa quý vị, hiện nay nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ứng dụng mô hình ương mạ lúa trồng khay để cấy, qua đó giảm lượng giống gieo xạ, tăng lợi nhuận cho người dân. Xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh là một trong những nơi đi đầu về ương mạ lúa trong khay. Mỗi khay có diện tích là 30 x 60 cm, chứa lớp mỏng sơ dừa và đất trộn với nhau để làm giá thể gieo lúa. Bình quân 250 khay gieo được 60 kg lúa giống, sản xuất ra mạ cấy cho 1 hectare. Kỹ thuật ương mạ lúa trong khay phát triển ở xã Kiến Bình từ năm 2015 đến nay với 5 điểm kinh doanh mạ khay. Máy cấy có khả năng đáp ứng hơn 1.000 hecta đất sản xuất mỗi năm. Ngoài kỹ thuật, việc kinh doanh mạ khai, máy cấy đòi hỏi người dân phải đầu tư rất nhiều thiết bị, máy móc với chi phí khá cao, từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ đồng. Cực dữ lắm chứ, nhưng mà tại vì mình có điều kiện làm chứ mấy người không có điều kiện là không làm được. Tại vì nội cái sân này, á, sân này là phải hai con đất nè, để trải khai nè. Còn cái giống ban đầu cũng hơi nặng đó. Dấu ban đầu mình là một cái máy cấy nè, cái máy gieo nè, rồi 7 ngàn khai, là về hai ngành bao sơ dừa, rồi về máy xay đất, máy sang sơ dừa. <laughs> từ khi áp dụng mô hình mạ khay, máy cấy, lượng giống giảm hơn một nửa, từ 120 kg xuống chỉ còn 60 kg một hecta. Ngoài ra, mô hình này còn giúp cho nông dân khắc phục được ảnh hưởng của thời tiết, không lo chuột phá quại, thuận tiện trong chăm sóc. Đồng thời, cây lúa quan hợp và phát triển rất nhanh, tăng năng suất, tăng lợi nhuận từ 2 đến 3 triệu đồng một hecta so với cấy bằng tay. Thưa quý vị, trong khi nhiều người dân nuôi lương đều mua con giống bán công nghiệp về thả nuôi, thì ông Nguyễn Minh Ngọc ở xã Kiến Bình, huyện Tân Thành lại thử sức với việc là thuần quá lương đồng với mong muốn là giảm chi phí đầu tư, nâng cao lợi nhuận. Ông Ngọc cho biết, nguồn lương đồng tại khu vực Đồng Tháp 10 vào mùa lũ rất dồi dào. Theo đó, lương đồng có kích thước to gấp đôi, nhưng giá lại rẻ chỉ bằng một nửa so với lương giống bán công nghiệp, vì thế mà thời gian thả nuôi cũng rút ngắn từ 9 tháng xuống còn 4,5 tháng là có thể xuất bán lương thương phẩm. Lương mà bán công nghiệp á, thì người ta nhân giống ra người ta bán cái giá lương nó cũng hơi cao. Tức là chiều dài con lương khoảng một tấc và nó bằng bằng khoảng cộng dây điện thôi. Mà giá nó tới 4-5 ngàn rồi. Còn ngược lại con lương tự nhiên á, thì nó lớn. Mà đem về chỉ thừng cho nó ăn cái thức ăn công nghiệp và trùng quế thì nó cái thời gian nuôi nó rút ngắn bằng hơn nữa lương đồng được ông Ngọc mua về thả nuôi trong bể xi măng trải bạc. Do lương đồng sống trong môi trường tự nhiên khó thích ứng, chậm ăn và kém phát triển trong môi trường nuôi nhốt, nên trong những ngày đầu thuần dưỡng, tỷ lệ lương hao hụt nhiều, đến 40%. Nhưng sau vài đợt thả nuôi với lòng kiên trì, ông Ngọc đã thành công trong việc thuần quá lương đồng với số lượng hơn 2.000 con. Tuy nhiên, mục tiêu của ông không chỉ dừng lại ở việc nuôi thương phẩm, mà xa hơn là sản xuất lương chống cung ứng cho người dân địa phương theo hình thức trả chậm. Nếu thành công, đây sẽ là mô hình vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho ông Ngọc, vừa giúp người dân có thêm nguồn chống nuôi hiệu quả, tăng thêm thu nhập. Cùng với các nguồn vốn khác, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân thời gian qua đã trở thành trợ lực giúp cho tỉnh nhà triển khai hiệu quả các mô hình ứng dụng công nghệ cao tại địa phương. Đến nay, Hội Nông Dân tỉnh đã đầu tư 60 dự án cho mô hình ứng dụng công nghệ cao, với số tiền là 25 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh và trung ương ủy thác. Từ nguồn vốn này đã giúp cho 658 hộ gia vốn thực hiện 13 mô hình rau, 8 mô hình thanh long, 8 mô hình chanh, 13 mô hình trồng lúa và 18 mô hình nuôi bò các dự án mô hình được quỹ hỗ trợ nông dân cho vay vốn đều đã phát huy hiệu quả, cải thiện tập quán trồng trọt, chăn nuôi của nông dân, góp phần tạo ra những sản phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng, gắn với bảo vệ môi trường, vì sức khỏe cộng đồng. Trong đó có nhiều diện tích mô hình đã được chứng nhận việc gáp, đầu ra ổn định với giá thành cao thưa quý vị năm 2019 bằng sự đoàn kết thống nhất nêu cao ý chí tự lực tự cường của cả hệ thống chính trị Long An đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức để đưa kinh tế tỉnh nhà tiếp tục có những chuyển biến tích cực tăng trưởng kinh tế GDP ở mức khá cao 9,41% góp phần cho tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chung của nhiệm kỳ đạt dự kiến tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra theo đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp quá hiện đại quá, trong đó công nghiệp xây dựng thương mại dịch vụ tiếp tục khẳng định vị thế chủ lực trong nền kinh tế của tỉnh, với tỷ tỉ trọng lần lượt 50% và 34%. Sản xuất nông nghiệp tuy tỷ trọng giảm, nhưng dần chuyển theo hướng chất lượng an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao, gắn kết theo chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản có sự tập trung cho ba cây một con chủ lực là rau thanh long, cây lúa và con bò lúa chất lượng cao thì chúng ta đã đạt được 1 triệu 370 ngàn tấn so với kế hoạch là 1 triệu 350 ngàn tấn đó thì tăng là 70 ngàn tấn so với năm 2018 rồi các cái cây trồng mà chuyển đổi trên đất lúa kém hiệu quả thì cũng mang lại năng sức và hiệu quả cao hiện nay trên địa bàn của tỉnh Long An thì chúng ta có 18 dự án về điện năng lượng mặt trời thì với cái tổng công suất đó là 1.410 thì trong 18 cái thì có là 8 cái dự án đã được Bộ Công Thương cũng như là Chính phủ đã thẩm định là phê duyệt. Trong 8 dự án đó đã đưa vào hoạt động là coi như là 5 dự án. thì Hiện giờ cái hiệu quả 5 dự án đó là rất cao. nói là năm nay là thu ngân sách kể cả cân đối thì 15, 15, 15 đơn thể bơ vị chúng ta đều dược và đạt kế hoạch. Kinh tế phát triển làm nền tảng giúp đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. GRDP đầu người năm 2019 đạt 72,6 triệu đồng, cao hơn bình quân của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,52%, hộ cận nghèo còn khoảng 2,7%. Về cái nhiệm vụ trong năm 2010, đây là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là năm tổ chức nhiều ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn và sự nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác của tỉnh, của đất nước. Vì vậy, Ủy ban tỉnh, các sở ngành địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, dân nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mạnh mẽ, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao bảo đảm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ của tỉnh lần thứ 10. Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019, nhất là đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết tỉnh ủy năm 2020. Với quyết tâm đó, đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nhà ra sức nỗ lực ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2020 chung sức chung lòng thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 10 đảng bộ tỉnh hoàn thành ở mức cao nhất. Dẫn một niềm tin và kỳ vọng quê hương Long An sẽ tiếp tục bứt phá dương lên, đạt nhiều thành tựu trên chặng đường phát triển, ngày càng khẳng định vị trí trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tình trong nước, thưa quý vị, Thanh tra Tổng cục Thuế cho biết, giữa các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, toàn ngành thực hiện thanh kiểm tra 816 doanh nghiệp, truy thu, truy quản và phạt 1.719 tỷ đồng. Những cái tên như là Coca-Cola Việt Nam, Henneken, Standard Charter đã được xướng tên. Lãnh đạo chủ thanh tra Tổng cục Thuế cho biết, do số thuế thu được qua thanh tra, kiểm tra, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá rất cao, chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành, nên thời gian tới hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh để ngăn chặn hoạt động chuyển giá đại diện vụ thanh tra cho biết công cụ chống chuyển giá sẽ được việt nam luật quá giữa các nhóm chính sách trong thời gian tới nói cách khác chính sách chống chuyển giá sẽ được nâng cấp thành luật giữa các quy định gồm nguyên tắc quản lý thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ giao dịch liên kết quy định về hồ sơ xác định giá giao dịch Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tới ngày 1 tháng 1 năm 2020, cả nước có hơn 16.600 xe ô tô hết niên hạn sử dụng. Trong đó có trên 2.600 xe chở người và 14.000 xe chở hàng. Theo đó, Cục Đăng Kiểm đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước cung cấp số liệu cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Giao thông các tỉnh thành. Đồng thời, các trung tâm đăng kiểm cần chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra, thực hiện kiểm tra liên ngành để kiểm soát trên đường xử lý các chủ phương tiện vi phạm, tịch thu phương tiện hết niên hạn. Hiện cả nước có hơn 34 triệu xe cơ giới đường bộ thuộc diện phải đăng kiểm định kỳ.